Chào anh, Dạ. mời anh ngồi. Dạ. Anh gửi lời chào đến những khán giả và điều này mình bắt đầu anh nhé. Xin chào thành viên. Dạ. Xin chào bà con cùng các bạn bè trên cộng đồng mạng. Cũng được biết về cái kênh của thành viên là cũng mấy tháng nay rồi. Dạ. Hôm nay cũng được muốn đến gặp thành viên để xin thành viên sẽ kết nối cho cái nửa phần còn lại và trong cái đoạn cuối của cuộc đời thì cũng chăm sự nhờ bên chỗ thành viên. Rồi, cảm ơn anh. Rồi anh cho em hay là họ tên anh là gì? Dạ, tôi tên là Nghiêm Xuân Điệp. Nghiêm Xuân Điệp. Dạ. Dạ. Anh Điệp sinh năm bao nhiêu? Dạ, sinh năm về cái giấy tờ thì sinh năm 67, 1967. Nhưng mà thực tế là lúc mẹ còn sống thì mẹ nói là nó còn mấy ngày nữa thì mới, tức là nó mới mới Tết. Thì nói chung là tuổi chọn, nếu mà tuổi âm lịch ấy, là nó vào năm 66. Dạ. Dạ, dạ. Rồi, là ngày hôm nay là anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Thì cái hộ khẩu và nhà thì trên thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà Vĩnh Long có nhà nữa. Nhà Vĩnh Long thì cũng đang ở Vĩnh Long, thì thường ở Vĩnh Long nhiều. Vậy đó, chạy đi chạy lại như vậy. Vâng, thì có việc gì thì quan trọng mới về trên đấy thôi, chứ còn đa số là cũng toàn hoạt động ở dưới miền Tây này nhiều. Dạ, dạ. Vâng, với sự nghiêm túc của mình, với chặng đường khai xa, thành viên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn nhé. Dạ. Rồi, tình cảm hôn nhân của anh Điệp là như nào anh hả? Tình cảm hôn nhân thì cũng... thì Điệp là kết hôn thì ly hôn từ năm 2017 rồi. Dạ. Ly hôn 2017. Dạ. Là được 6 năm. Vâng, 6 năm rồi. Dạ. Dạ. Khoảng thời gian đó đến nay thì anh có tìm hiểu thêm ai không? Dạ, cũng có quen một hai người ấy, nhưng mà thấy nó cũng không hợp. Nên là nó thấy nó không đi đâu tới đâu thì cũng được biết kênh của thành viên thì cũng nên đây thì nó chắc chắn hơn mà nó có nhiều cái là nó thật hơn. Còn qua tìm hiểu bên ngoài thấy nó có nhiều cái là nó không được. Cái chương trình của thành viên á thì thành viên sẽ xác minh dùm về cái tình cảm hôn nhân của các anh các chị. Dạ. Còn cái chuyện mà ai thật lòng ai không thật lòng á thì cái đó mọi người phải tự tìm hiểu rồi. Vâng. Bởi vì thành viên là cái người chỉ bắt cái nhịp cầu thôi. Dạ. Còn cái chuyện mà ai lên đây có thật hay không thì sau này mình sẽ phải tìm hiểu kỹ nhé. Vâng, vâng. Dạ. Nhưng mà nói về cái mặt pháp lý, về giấy tờ đó, vâng, thì cứ yên tâm. Dạ. Dạ, là không có sợ là mình bị nhầm lẫn là người này đang có chồng, người kia đang có vợ. Vâng. Đó, cứ yên tâm về phần đó. Dạ. Công việc chính của anh Điệp là anh đang làm gì anh á? Dạ, Điệp thì làm bên ngành xây dựng cầu đường ấy. Xây dựng cầu đường. Vâng, dạ. Dạ. Đang tham gia mấy cái tuyến cao tốc của Cần Thơ với Vĩnh Long ấy, từ Cần Thơ đi Cà Mau này. Dạ. Đang làm ở đây luôn. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái công việc chính anh đang làm là anh đang giữ cái nhiệm vụ gì ở trong cái lĩnh vực đó? Làm trong ban giám đốc của công ty. Ban giám đốc của công ty cầu đường. Vâng. Dạ. Dạ. Rồi, còn cái mức thu nhập thì không biết là anh Điệp có chia sẻ cho các cô nghe được không anh hát? Thu nhập thì nó cũng vô cùng lắm. Có thể nó tháng là 10-20 triệu, có thể tháng là vài 40 triệu. Nên tiền nó về nó bất chợt. Nhưng nói chung cơ bản cuộc sống thì nó ổn định, không vấn đề gì cả. Dạ, vâng. Thì anh nằm trong cái ban của giám đốc thì Thành Nguyên cũng hiểu rồi. Dạ. Nhưng mà đó là Thành Nguyên muốn để cho các cô cảm nhận được về anh nhiều hơn. Vâng. Dạ. Bởi vì cái này là anh Điệp biết không? Nói về công việc, về điều kiện của mình đó, các cô cũng rất là khó hỏi. Bởi vâng. vì hỏi không khéo thành ra nó vô duyên. Dạ. Nhưng mà như Thành Nguyên thì Thành Nguyên là cái người bắt nhịp cầu, thành ra là Thành Nguyên sẽ hỏi những cái điều đó dùng cho mọi người. Để cho mọi người không có bị khó xử. Vâng, thì điều kiện của mình như nào thì mình cứ chia sẻ để cho đối phương mình cảm nhận được thôi. Rồi ngày hôm nay thì anh Điệp tìm cái mảnh ghép của mình, anh chia sẻ cho em nào, anh mong muốn như nào? Dạ, thì Điệp cũng lên kênh thành viên thì Điệp muốn là nên cũng
cũng nhờ thầy Nguyên tìm cho kết nối cho cái mảnh đời còn lại đi cho nó vững vàng và cho nó được yên bình trong cái giai đoạn cuối. Chứ nói chung là trong cái giai đoạn đầu là nó quá vất vả. Nó, cái công việc thì nó không vất vả nhưng mà nó mệt mỏi về cái công, nó long đong về cái việc tình duyên. Thế nên cũng rất là ngại vấn đề đó. Thì thôi thì lên đây muốn là để cũng chăm sự nhờ coi như là chỗ kênh của Thành Nguyên kết nối cho những người bạn chân tình. Nói chung chỉ cần người đó là người chân tình, thật thà và hiền lành. Thế thôi, còn thì cái công việc ấy thì nếu mà có cái công việc ổn định rồi thì tốt. Và nếu mà không về thì cùng nhau cùng coi như là chia sẻ và cùng nhau để mà coi như là lo cái công việc. Dạ. Dạ. Thế rồi về cái độ tuổi các cô thì anh mong muốn ra sao? Độ tuổi thì Điệp thì cũng cần rất là những cái tuổi mà nó từ năm, tức là nó khoảng nhỏ hơn Điệp mà cỡ khoảng từ năm 68 cho đến năm 78, tức là 80 trở về đấy. Dạ. Vâng. Dạ. Trong vòng tuổi 40 năm đến 50 năm thôi. Dạ dạ. Cái tuổi đó nhỏ quá thì cũng ngại. Vâng vâng. Mà lớn quá thì nó cũng không. Dạ. Dạ. Rồi 45 tuổi đến 55 tuổi vâng. Trong cái khung đó. Dạ. Sau khi mà kết nối thành công thì anh tính hướng tương lai cho anh chị như nào? Tương lai thì bây giờ thì điều kiện thì nhà cửa xe cộ thì nó cũng cơ bản nó cũng đầy đủ ổn định hết rồi. Dạ. Vâng. Thì về thì bây giờ trước mắt là ở đây chắc là ở, bởi vì công việc của Điệp bây giờ là nó chủ yếu nó về coi như là dưới miền Tây này nhiều, thế chắc là ở Vĩnh Long. Dạ. Nhà Vĩnh Long thì cũng đang cho thuê, tức là cho thuê một phần, mình ở một phần chứ cũng không ở hết. Vâng. Đấy, còn ví dụ như cô mà đã có những công việc ổn định rồi thì sẽ tạo điều kiện cho coi như là người đó để người ta làm sao cho cái công việc người ta nó ổn định tốt hơn. Còn nếu không về thì sẽ tạo cho một cái công việc để theo cái sự là mong muốn của cô đó. Và dạ. Dạ. Rồi, ok anh. À, điểm mạnh và điểm yếu của anh Điệp anh chia sẻ thêm cho em nghe ha. Dạ, cái điểm mạnh thì cái là cũng rất là hăng hái và nhiệt tình công việc. Và thì đã coi như là mà đã theo đuổi mà đã quyết chí những việc gì thì gần như là cũng phấn đấu tới cùng để mình làm cho nó hoàn thành được cái công việc đó. Vâng. Và cái điểm yếu thì cũng là rất là ngại những người mà người ta dối mình những thứ thì nó rất là đau, mà những cái điểm đó nó làm cho là nhiều khi nó hay bị sốc nữa. Dạ. Dạ. À, cái khoảng thời gian mà anh và vợ đường anh ấy đi thì anh chắc là vẫn có tìm hiểu thêm chứ? Dạ có, nhưng mà nó cũng không đi đâu tới đâu hết. Dạ. Dạ. Bây giờ nói cho cái tình cảm mà cũng khó nói anh nhỉ. Dạ. Tìm được một cái người mà thật lòng với mình á, thật sự rất khó. Dạ. Có thể là mình gặp được 100 người. Dạ. À, mình gặp được 100 người, mình thương 10 người. Nhưng mà để lấy được một người làm vợ đó, nó không phải là dễ. Dạ. Nó nhiều thứ lắm, khi mà mình tìm hiểu nhau rồi nó lòi ra tùm lum tà la, nhiều thứ lắm. Cơ bản thì cái mong muốn của Điệp thì vẫn muốn là nếu mà kiếm được cái người phụ nữ là nó phải hiền lành, phúc hậu. Đấy, yeah. Cái quan trọng nhất cái vấn đề đó thôi. Chứ còn coi như là gọi là giỏi về công tác kiếm tiền hoặc không giỏi thì nó cũng không vấn đề, nó là quan trọng lắm. Mà quan trọng nhất phải là biết thương chồng, tức là phải xác định là đã không tới với nhau thì thôi, mà đã tới thì cái khúc đời còn lại thì mình lúc nào cũng tạo cho nhau cái điều kiện tốt nhất để coi như là cùng dắt tay nhau đi cho nó vui vẻ và cho nó bình an trong cái giai đoạn coi như là xế chiều. Dạ. À, anh Điệp hình như là người ngoài miền Bắc đúng không? Dạ, quê gốc ở ngoài Hưng Yên. Nhưng mà vào trong miền Nam này, Nam Bộ mà sinh sống là hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm. Cũng... Nhưng mà tính ra giọng vùng miền cũng không thay đổi nhiều. Vâng. Dạ. À, như vậy là sau này mà kết nối thành công rồi thì anh vẫn mong muốn về bên anh hơn à? Hay là không thì tùy duyên thôi. Tùy thì duyên bây giờ ví dụ cô mà điều kiện tốt hơn nữa thứ thì cũng sẵn sàng cũng để mà cùng nhau là làm sao cho cái điều kiện sống cho nó được hạnh phúc nhất và nó thật là nó thuận lợi nhất cho cả đôi bên. Dạ. Thôi nói thế thôi chứ đến đâu mình phải tính đến đó anh ha. Dạ. Nhưng mà có cái điều này Thành Nguyên dặn kỹ hơn này.
Có nghĩa là khi mà mình kết nối với một nhân vật nào đó thì Thành Nguyên nói rồi đó, Thành Nguyên chỉ là cái người bắt cái nhịp cầu lúc ban đầu thôi. Dạ. Còn sau này mình tìm hiểu ai thì mình tìm hiểu kỹ và cố gắng không có liên quan đến cái vấn đề tiền bạc này kia anh ha. Vâng. Dạ. Bởi vì mình đến với nhau là vì cái tình thương mến thương. Mình thiếu cái gì mình đi tìm cái đó mà. Dạ. Lên đây mình đi tìm cái tình cảm thì mình chỉ có chăm chú vào cái phần đó thôi. Còn những cái phần khác thì nếu như mà nó có vấn đề thì mình phải tạm dừng ngay. Vâng. Thành Nguyên dặn kỹ là vậy. Các anh cũng vậy, các chị cũng thế. Ai Thành Nguyên cũng dặn như vậy hết á. Bởi vì trong mười mấy 20 phút Thành Nguyên phỏng vấn thì Thành Nguyên không có thể nói biết được là ai là thật lòng, ai không thật lòng. Dạ. Đấy, thì cái độ tuổi này rồi thì mình tìm được nhau đã khó rồi. Thì mình cố gắng mình giữ thôi. Mình gìn giữ, mình nâng niu nó chứ mình đừng có vì cái này vì cái kia rồi sau đó nó sẽ làm mất thời gian của cả hai. Em thì em dặn thế. Dạ. Còn em thì em nghĩ rằng là anh Điệp thì anh đủ quá sức thông minh để mà anh hiểu ra được những cái điều em nói. Nhưng mà đây là cái thông điệp. Vâng. Đây là cái thông điệp mà em muốn nhắn gửi thôi. Dạ. Nhắn gửi đến cho mọi người. Vâng. Vâng. Cái tâm tư, cái nguyện vọng của anh Nghiêm Xuân Điệp anh ha. Dạ. Dạ, anh là họ Nghiêm. Họ Nghiêm. Ở cái họ của anh cũng Thành Nguyên thấy cũng ít lắm á. Dạ. Đúng không? Vâng. Cũng hơi hiếm á. Vâng. Dạ. Họ hơi hiếm hả? Vâng. Đấy thì cũng hy vọng là các cô sẽ cảm nhận được rồi sẽ hồi đáp lại sớm cho anh. Trên kênh của Thành Nguyên ấy, thì cũng có rất là nhiều các chị em rất là dễ thương. Thì anh thấy ai đó mà thấy phù hợp với bản thân anh đó, anh cứ gọi cho Thành Nguyên, mình lấy số mình trò chuyện xem sao. Dạ. Người này không hợp ấy, thì mình sẽ lấy số người khác, không có giới hạn anh nhé. Vâng, vâng. Còn nếu như không nữa thì có cô nào đó mà chưa có lên ghi hình mà thấy anh Điệp mà phù hợp với mình thì mau mau đến gặp Thành Nguyên. Đấy, rồi Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu cho. Mau mau còn kịp chứ trễ chậm chân ráng chịu. Cái đó Thành Nguyên không chịu trách nhiệm nữa. Dạ. Yeah. Rồi thì không biết là có điều gì Thành Nguyên chưa hỏi mà anh Điệp muốn chia sẻ nhiều hơn, anh chia sẻ cho em nghe nào. Dạ thì thôi thì cũng có một điều này lên đây, cái điều mong muốn nhất là cũng được cái qua kênh của Thành Nguyên thì kết nối để kiếm được những người bạn chân tình để mà đi nốt đời còn đại. Yeah. Chứ ngoài ra cũng không mong muốn gì hết. Yeah. Còn xa gần thứ thì cũng không quan trọng, hết làm sao mà cô thiệt lòng và để coi như là hai bên là có trách nhiệm với nhau, cùng nhau để vun đắp cái đoạn đường còn lại. Dạ. Yeah. Rồi thì cũng không biết phải nói sao. Các anh các chị đến đây với Thành Nguyên là Thành Nguyên đã quý rồi. Bởi vì là các anh các chị dành cho Thành Nguyên những cái sự yêu mến, những cái sự tin tưởng để nhờ Thành Nguyên bắt cái nhịp cầu đó thì. Thành Nguyên cũng muốn tốt cho các anh các chị thôi, dặn đi dặn lại cho kỹ. Mình làm cái gì đó là nhưng mà phải tìm hiểu kỹ nhé. Dạ. Rồi cuối chương trình thì Thành Nguyên cũng chúc cho anh Điệp thật là nhiều may mắn thành công, cũng như là sớm được ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm cho anh. Dạ. Yeah. Cũng chúc Thành Nguyên và coi như là cộng đồng mạng coi như là ngày coi như là tốt đẹp và coi như là vui vẻ. Dạ. Yeah. Thành Nguyên cũng chúc cho anh trên đường về vạn sự bình an ha. Dạ. 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 Rồi. Dạ. Vâng. Rồi coi như là.